Chương trình thời sự buổi tối của Vietnam TV được bảo trợ bởi Domaval Resort and Casino, nơi kết nối quý vị từ California đến Vegas. Phương xin kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đến với tin tức của Vietface TV trong buổi chiều thứ bảy. Như thường lệ, Bích Phương sẽ gửi đến quý vị tin tức khắp nơi trên thế giới. Bản tin đầu tiên thì UNICEF đưa tin mới nhất về Gaza và Lebanon. Thưa quý vị, phát ngôn viên của UNICEF là Tess Ingram hiện đang tham gia cùng với CNN từ Beirut, Lebanon. Cô ấy cũng đã làm việc tại Gaza. Cô nói rằng hiện nay không có thực phẩm nào vào Bắc Gaza kể từ tháng 10, khiến kéo theo 1 triệu người có nguy cơ chết đói ở đây. Thật là khó tin rằng một tình huống mà chúng ta đã nghĩ là tồi tệ nhất có thể tiếp tục diễn ra. Thật kinh hoàng. Trên thực tế, tôi đã từng ở Bắc Gaza, đã gặp những gia đình ở đó và biết hoàn cảnh mà họ đang sống. Lúc đó là vào tháng 4, 6 tháng sau vào tháng 10 thì hoàn toàn không có thức ăn hoặc nước uống trong 10 ngày đối với những gia đình này. Và họ đã ở trong tình trạng thiếu thốn mọi thứ. Và ngoài ra rất nhiều người đã phải di dời nhiều tạng nhiều lần. Bây giờ thì chúng ta hãy chuyển sự chú ý đến Beirut, vì đó là nơi mà bạn ở hiện tại. Bạn đã đi đến phía nam Lebanon. Chúng tôi đã nhìn thấy vào lúc này sự căng thẳng đang ở mức rất cao. Mọi người thực sự lo lắng về tình hình hiện tại và cách mà nó có thể leo thang hơn nữa. Tôi đã gặp những gia đình trong các nơi trú ẩn ở đây tại Beirut và cũng đã đi đến phía nam Lebanon để gặp những cộng đồng đã quyết định ở lại mặc dù có các cuộc pháo kích và không kích dữ dội ở phía nam Lebanon. Ở thị trấn còn lại là Ramesh, nằm ngay trên biên giới phía nam Lebanon với Israel, có khá nhiều người vẫn ở tại đó và mọi người đã đến, cố gắng tập hợp lại với nhau và tìm kiếm sự an toàn. Nhưng điều nhất quán mà mọi người vẫn nói với tôi là nỗi sợ hãi. IDF của Israel thì nói rằng tình hình sẽ chỉ diễn ra hạn chế những mọi chuyện, nhưng mọi chuyện thì đang diễn ra có vẻ như là không như thế. Và Israel thì ra lệnh cho thêm nhiều cư dân rời khỏi miền Bắc Gaza. Được biết, quân đội Israel đã ra lệnh cho thêm cư dân ở phía Bắc Gaza di chuyển về phía Nam trước các hoạt động quân sự đã lên kế hoạch vào hôm thứ Bảy. Những cư dân này tham gia cùng với hàng chục ngàn người Palestine khác được yêu cầu rời đi trong một loạt lệnh di tản được ban hành vào hôm thứ Hai. Phát ngôn viên tiếng Ả Rập của quân đội Avichai Arai, quân đội sẽ hoạt động với lực lượng lớn ở các khu vực Jabalia và Nasla phía bắc thành phố Gaza và sẽ tiếp tục làm như vậy trong một thời gian dài. Khu vực đó ở vùng ven biển Al-Mawasi đã chật kín người tị nạn và đã bị tấn công bởi các cuộc không kích liên tiếp của Israel, bao gồm một cuộc không kích khiến ít nhất là 19 người đã bị thiệt mạng vào tháng 9. Theo người dân thì quân đội đã thả tờ rơi vào sáng thứ Bảy để cảnh báo cho mọi người nên di tản ngay lập tức. Vào hôm thứ Sáu thì tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, tức là MSF, thì cho biết là hàng ngàn người vẫn chưa thể rời khỏi miền Bắc Gaza mặc dù đã có lệnh di tản từ quân đội do xảy ra đấu súng và các cuộc không kích chung quanh các tuyến đường di tản. Sau khi tin về Bắc Hàn cáo buộc Nam Hàn thả truyền đơn, được biết truyền thông nhà nước Bắc Hàn đã công bố những bức ảnh cho thấy những gì mà họ tuyên bố là tờ rơi từ Nam Hàn, cũng như một vài hình ảnh tỉnh về máy bay không người lái mà họ đã tuyên bố là từ Nam Hàn. Vào đêm thứ Sáu thì truyền thông nhà nước Bắc Hàn tuyên bố rằng không chỉ một lần mà là 3 lần kể từ tuần trước thì Nam Hàn đã gửi máy bay không người lái qua trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn, ít nhất là trong một trường hợp rải truyền đơn xuống thủ đô Bắc Hàn. Những bức ảnh của các tờ rơi dường như nói lên những phần không bị truyền thông nhà nước Bắc Hàn làm mờ. Những bức ảnh của các tờ rơi so sánh tình hình kinh tế ở miền Nam với miền Bắc nghèo đói và chỉ trích đích danh nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un. Tờ rơi nói tất cả các loại thực phẩm mà Bắc Hàn có thể mua nếu nền kinh tế của họ không bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt, nếu chính phủ của họ không theo đuổi chương trình hạt nhân này. Tất cả những điều này diễn ra trong bối cảnh mà hàng ngàn quả bóng bay chở rác được gửi từ Bắc Hàn đến Nam Hàn kể từ tháng 5. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn thì không xác nhận cũng như là không phủ nhận. Ông cho biết
nếu đây là máy bay không người lái của Nam Hàn, thì chúng tôi sẽ không gọi đây là sự leo thang căng thẳng. Tin về nhà dưỡng lão Israel bị hư hại sau khi máy bay không người lái bị bắn hạ. Theo các giới chức, thì một nhà dưỡng lão ở miền trung Israel đã bị hư hại sau khi có một máy bay không người lái từ Lebanon bị bắn hạ. Theo một tuyên bố vào đêm thứ Sáu, thì quân đội Israel cho biết cảnh báo đã được kích hoạt sau khi phát hiện ra hai máy bay bay qua từ Lebanon. Quân đội cho biết không quân đã chặn thành công một máy bay nhưng không nêu rõ điều gì đã xảy ra với máy bay thứ hai. Hình ảnh và video do quân đội chia sẻ cho thấy sự thiệt hại tại nơi mà họ cho là viện dưỡng lão sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Có thể nhìn thấy cửa sổ bị vỡ và đồ đạc thì bị phá hủy cùng với nước đọng trên sàn của hành lang liền kề. Theo một phát ngôn viên, thì cảnh sát Israel đã nhận được nhiều báo cáo về các mảnh vỡ hỏa tiễn rơi xuống khu vực Hezliya. Phát ngôn viên thì cho biết cảnh sát và các chuyên gia bom đã đến để giải quyết các mảnh vỡ từ vụ đánh chặn. Không có tuyên bố nào cho biết là có thương vong. Quân đội thì cho biết là sự việc đang được điều tra. Và người Iran quyên góp vàng cho buổi gây quỹ của Hezbollah ở Tehran. Thưa quý vị, những hình ảnh tỉnh thì cho thấy là vàng do người Iran quyên góp cho một buổi gây quỹ của Hezbollah ở Tehran vào hôm thứ Bảy. Người Iran thì đã quyên góp vàng cho một buổi gây quỹ cho Hezbollah và Lebanon tại một nhà thờ Hồi giáo ở Tehran vào ngày thứ Bảy. Nhóm của CNN tại hiện trường thì đã chứng kiến. Khẩu hiệu của buổi gây quỹ là sự đồng cảm vàng. Phụ nữ và những người mẹ Iran quyên góp vàng để ủng hộ Lebanon. Người ta thấy phụ nữ quyên góp những món đồ trang sức cho một gian hàng tại nhà thờ Hồi giáo được trang trí bằng áp phích của cố tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah cũng như là cờ Iran và Hezbollah. CNN thì đã thấy một chiếc hộp đựng hàng chục món đồ trang sức bằng vàng. Các khoản quyên góp này thì diễn ra khi mà Iran đã tuyên bố là sẽ tiếp tục ủng hộ Hezbollah và Lebanon. Sau một tin về ba người hồi phục sau khi bị đàn ông đốt ở San Diego, được biết là đoạn video đã gây lại cảnh hỗn loạn sau khi một đàn ông tấn công vào một người phụ nữ tại công viên Fairbrook ở Scripps Ranch. Dana Mischot là một người phụ nữ trong video này. Cô ấy đã chứng kiến hậu quả của vụ tấn công, vội vã chạy đến để giúp đỡ sau khi người phụ nữ bị đốt xin có nước. Một người hàng xóm đại diện cho người phụ nữ và gia đình cô ấy cho biết ước tính là cô đã bị đốt 400 lần. 100 lần thì chỉ riêng trên da đầu, nói rằng các bác sĩ đã ngừng đếm. Hai người khác cũng bị đốt, bao gồm một người đàn ông đã cố gắng giúp cho cô này. Những người hàng xóm cho biết những con ong đã tấn công sau khi mà một người diệt côn trùng tấn công tổ ong, khiến cho những con ong bị kích động. Hôm thứ Năm thì một số con ong thì vẫn còn nán lại ở địa điểm nơi mà tổ ong từng ở. Khu vực này thì vẫn bị chặn bằng các biển báo cảnh báo. Người phụ nữ theo người hàng xóm nói thay mặt cho gia đình đang đến thăm từ Israel, hiện đã xuất viện và đang hồi phục và vẫn dùng thuốc. Sau cuộc tìm này, cầu tàu Pismo Beach ở California kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100. Ban đầu thì được xây dựng như là một bến tàu để các doanh nghiệp địa phương vận chuyển sản phẩm ra thị trường. Bến tàu Pismo Beach đã phục vụ cho nhiều mục đích trong thế kỷ qua. Trong 100 năm qua thì nơi đây cũng là nơi mà quan sát thời chiến và là địa điểm lý tưởng để câu cá, lướt sóng và giải trí. Cầu tàu trông khá khác biệt qua nhiều năm. Phụ tá quản lý thành phố là Mike James giải thích rằng cầu tàu dài hơn nhiều, nó dài khoảng 1.740 feet. Và ở cuối cầu tàu thì giống một bến tàu hơn, nơi mà hàng hóa và vật tư có thể được chuyển đến Central Coast. Ngày nay thì cầu tàu dài khoảng 1.200 feet và mặc dù ngắn hơn đáng kể so với kích thước ban đầu, nhưng vẫn được xếp hạng là cầu tàu dài thứ 16 ở California.
Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của cầu tàu thì thành phố Pismo Beach đã tổ chức một sự kiện miễn phí cho du khách, gồm có thức ăn, đồ uống địa phương và nhà sống ngay trên bến tàu từ 3 giờ đến 7 giờ chiều ngày thứ Sáu. Bản tin vừa rồi kết thúc phần 1. Bây giờ Bích Phương xin tạm ngưng ở đây, mời quý khán giả theo dõi thông tin thương mại và Bích Phương sẽ trở lại ngay sau đó. Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả trong tin tức chiều thứ bảy của Vietface TV. Sau đây là phần 2. Bản tin đầu tiên thì nói về chiến dịch tranh cử của ông Trump yêu cầu máy bay chống hỏa tiễn và những biện pháp an ninh khác. Có 3 nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận với CNN sau 2 vụ ám sát bất thành và mối đe dọa liên tục từ Iran. Chiến dịch của ông Donald Trump đã thúc đẩy yêu cầu về an ninh, bao gồm vận chuyển bằng máy bay quân sự và các biện pháp an ninh bổ sung trên mặt đất tại các điểm dừng chân của chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống. Chiến dịch tranh cử của ông Trump muốn sử dụng các nguồn lực này, bao gồm cả việc tiếp cận máy bay quân sự có hệ thống răn đe để bảo vệ chống lại hỏa tiễn đất đối không, khi cựu tổng thống đi khắp Hoa Kỳ trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống. Tổng thống Joe Biden, khi được hỏi về yêu cầu của ông Trump vào hôm thứ Sáu, cho biết họ nên thực hiện, miễn là ông ấy không yêu cầu F-15. Tổng thống Biden nói rằng, tôi đã nói với bộ phận cung cấp cho ông ấy mọi thứ mà ông ấy cần, như ông là một tổng thống đương nhiệm. Nếu nó phù hợp với phạm trù đó thì ổn thôi. Được biết, chiến dịch của ông Trump cũng muốn có các phương tiện của trại David cho đoàn xe hộ tống chính của Trump và các tài sản quân sự khác như là máy bay không người lái có chức năng giám sát nhiệt. Ngoài ra thì họ muốn có thêm kính chống đạn để bảo vệ cho ông Trump tại các cuộc tập hợp ở ngoài trời và nhiều tiền hơn cho lực lượng thực thi pháp luật địa phương để tăng cường an ninh. Và tin tiếp theo về Boeing sẽ sa thải 10% lực lượng lao động. Được biết là Boeing sẽ cắt giảm 17.000 việc làm, hoãn đợt giao hàng đầu tiên của máy bay 777X trong một năm và ghi nhận khoản lỗ kỷ lục là 5 tỷ Mỹ Kim trong quý 3 khi nhà sản xuất máy bay của Hoa Kỳ tiếp tục lao đao trong cuộc đình công kéo dài một tháng. Tổng giám đốc điều hành Kelly Orbit thì cho biết trong một thông điệp gửi đến nhân viên vào hôm thứ Sáu, là Boeing phải cắt giảm lực lượng lao động để phù hợp với thực tế tài chính của chúng tôi sau cuộc đình công đang diễn ra của 33.000 công nhân bờ Tây Hoa Kỳ đã làm dừng sản xuất máy bay phản lực 737 MAX, 767 và 777. Cổ phiếu Boeing thì giảm 2.12% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc. Những thay đổi sâu rộng này là quyết định lớn của Orbit, người đã đến vào tháng 8 để lãnh đạo hãng sản xuất máy bay đang gặp khó khăn và hứa sẽ thiết lập lại mối quan hệ với công đoàn và nhân viên của công đoàn. Việc đạt được thỏa thuận chấm dứt tình trạng ngừng việc có ý nghĩa quan trọng đối với Boeing. Công ty đã đệ đơn kiện về hành vi lao động không công bằng vào hôm thứ Tư, cáo buộc công đoàn thợ máy không thương lượng một cách thiện chí. Tin về phi trường quốc tế ở Sarasota, Florida thì sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến ngày 16 tháng 10. Được biết, phi trường cho biết cơn bão đã phá hủy mái che của sảnh chờ, nơi có trạm kiểm tra an ninh, cũng như tất cả 13 cổng lên máy bay. Phi trường quốc tế Sarasota, Bradenton thì đã thông báo là sẽ tiếp tục đóng cửa đối với tất cả các chuyến bay thương mại cho đến sáng thứ Tư, ngày 16 tháng 10. Phi trường đã đóng cửa lúc 4 giờ chiều thứ Ba, ngày 8 tháng 10, khi cơn bão Milton đang tiến gần đến bờ biển vịnh Florida. Milton đổ bộ vào khoảng 8 giờ rưỡi tối thứ Tư với cường độ bão cấp 3 gần Sietaki, chỉ cách phi trường khoảng 10 dặm. Vào hôm thứ Sáu,
thì SRQ chia sẻ rằng toàn bộ mái che Concourse B, nơi che trạm kiểm tra an ninh và tất cả 13 cổng lên máy bay đã bị phá hủy. Các bức ảnh thì cho thấy trần nhà bị rơi và nước bắn trên sàn nhà ga bên ngoài Starbucks cùng với các nhà chứa máy bay bị hư hỏng và mảnh vỡ trên đường băng. Trong khi đó thì phi trường quốc tế Tampa mở cửa trở lại đón hành khách vào lúc 6 giờ sáng thứ Sáu với chuyến bay đầu tiên cất cánh khoảng 8 giờ sáng. Còn phi trường quốc tế St. Pete Clearwater có kế hoạch tiếp tục các chuyến bay bắt đầu từ 4 giờ rưỡi sáng thứ Bảy. Và tin về FDA thông báo thêm tình trạng thiếu thuốc sau cơn bão Helen. Thưa quý vị, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thì đang nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu hụt 3 loại thuốc sau khi một nhà sản xuất lớn đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi cơn bão Helen. Cơ sở bị ảnh hưởng đó là cơ sở North Cove của Baxter International, nằm ngay ở phía đông của Asheville, North Carolina, bị ảnh hưởng nặng nề. Đây là một trong những nhà sản xuất dịch truyền tĩnh mạch và dung dịch thẩm tách lớn nhất ở Hoa Kỳ. Đầu tuần này thì FDA cho biết là Baxter International thì đang hạn chế nguồn cung cấp dịch truyền tĩnh mạch. Hiện tại thì cơ quan này thông báo rằng dung dịch truyền tĩnh mạch dextrose 70%, dung dịch truyền tĩnh mạch lactate Ringer và dung dịch thẩm phân phúc mạc không có sẵn trên thị trường với nguồn cung đủ để đáp ứng nhu cầu quốc gia. Tình trạng thiếu hụt đã khiến cho một số bệnh viện trên khắp Hoa Kỳ phải hạn chế nguồn cung và thậm chí hoãn một số ca phẫu thuật. Trong khi đó thì FDA đã ban hành hướng dẫn pha chế tại các hiệu thuốc để giúp lấp đầy khoảng trống. Và California báo cáo vườn thú San Francisco không an toàn cho động vật và con người. Một báo cáo chỉ trích gay gắt tuyên bố rằng sở thú San Francisco 95 năm tuổi này thì không an toàn cho động vật, nhân viên và du khách. Trong báo cáo, Ủy ban Kiểm soát và Phúc lợi Động vật San Francisco nêu rõ trích dẫn rằng nhiều chuồng trại của sở thú đã vô cùng lỗi thời. Báo cáo cũng phát hiện ra rằng một số khu vực của sở thú được mô tả là xuống cấp và trông giống như là vườn thú cần một kế hoạch thiết kế lại toàn diện để hiện đại hóa môi trường sống và cuối cùng là không an toàn cho động vật và du khách. Ủy ban trích dẫn rằng toàn bộ chu vi của sở thú thì đang rất cần được sửa chữa và nâng cấp. Những người đến thăm sở thú San Francisco đã rất ngạc nhiên khi biết về báo cáo này. Ủy ban Kiểm soát và Phúc lợi Động vật là một cơ quan cố vấn cho thành phố, đang kêu gọi Hội đồng Giám sát kiểm toán sở thú. Thành phố San Francisco sở hữu sở thú, nhưng sở thú này do Hiệp hội Động vật học San Francisco là một tổ chức phi lợi nhuận điều hành. Vẫn còn nhiều câu hỏi lớn về những gì sẽ xảy ra với các nỗ lực của sở thú nhằm bảo vệ gấu trúc Trung Quốc sau những phát hiện này. Sau khi tin về nghi phạm đóng giả làm công nhân là kẻ giết người ở Michigan, hai người đàn ông đóng giả làm công nhân tiện ích bị buộc tội là giết một chủ nhà 72 tuổi bên ngoài Detroit. Các nhà chức trách thì đang truy tìm những nghi phạm được nhìn thấy trong đoạn video chuông cửa này. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Oakland thì cho biết hai nghi phạm đã trưng bày một tấm biển của công ty tiện ích trên xe bán tải của họ và tuyên bố rằng đang điều tra một vụ rò rỉ khí gas. Những người đàn ông này lần đầu tiên xuất hiện tại ngôi nhà ở Rochester Hills vào hôm thứ Năm, sau đó thì quay lại vào thứ Sáu. Sau khi vào bên trong thì văn phòng cảnh sát trưởng cho biết những nghi phạm đã giết người đàn ông và trói vợ của ông ta bằng băng keo. Người ta tin rằng nạn nhân là một chủ doanh nghiệp địa phương đã bị nhắm mục tiêu. Nguyên nhân tử vong của người đàn ông này thì vẫn đang được xác định do mức độ thương tích và lượng máu tìm thấy ở hiện trường. Vợ của ông đã được đưa đến bệnh viện và đang hồi phục. Và thưa quý vị, sao chổi được nhìn thấy lần cuối cách đây 80 năm hiện có thể nhìn thấy trên bầu trời đêm. Nếu mà bạn sống ở Bắc Bán Cầu thì hãy nhìn lên bầu trời đêm để thấy điều kỳ diệu có thể đã khiến cho người Neanderthal mê mẩn cách đây 80.000 năm. Bức ảnh này từ trạm vũ trụ quốc tế cho thấy một sao chổi mới được phát hiện
hiện đang tiến gần nhất. Trong hành trình trở về hành tinh của chúng ta và hiện cách chúng ta khoảng 71 triệu km, người dân ở Nam Bán Cầu đã có thể chứng kiến sự kiện chỉ xảy ra một lần trong đời này. Các nhà khoa học thì cho biết trong vài tuần tới, bạn nên nhìn lên bầu trời đêm phía Tây ngay sau khi mặt trời lặn để thoáng nhìn thấy. Sao chổi này đã được chụp ảnh trên khắp thế giới, bao gồm cả bầu trời phía trên Golden Gate Bridge ở California, tỏa sáng như là một số hành tinh. Tiếp cận gần nhất của nó với hành tinh của chúng ta sẽ là vào hôm thứ Bảy, 12 tây tháng 10, khi nó ở khoảng cách là 44 triệu dặm. Để dễ hình dung thì sao hỏa cách xa khoảng 140 triệu dặm. Sao chổi này sẽ không thể nhìn thấy từ trái đất trong vòng 80.000 năm nữa. Bản tin về sao chổi đã kết thúc phần tin tức ngày hôm nay, thứ Bảy. Bích Phượng cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả và kính chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và xin hẹn tin tức ngày mai. Chương trình thời sự buổi tối của Vietface TV được bảo trợ bởi Domaville Resort and Casino, nơi kết nối quý vị từ California đến Vegas.